đây rồi nha mọi, đóng 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 đóng, đây rồi nha mọi, đóng 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 đóng, đây rồi, mày chạy đâu? Đồ câu lục phương thảo phít sinh, chuyên cung cấp cần tay bạo lực 8H10H cao cấp. Anh em đặt hàng liên hệ ngay Zalo 0925526083. Xin chào anh em quay trở lại phương thảo phít sinh nhá. Trời lại mưa to quá các bác ơi, đang định đi làm thì trời lại mưa. Thì ngày hôm nay em tính đang tính nghỉ buổi đi câu các bác này. Mưa rào luôn đấy. Lâu lắm này có cơn mưa này, khả năng là đi câu sẽ được rất là nhiều chép đấy. Đây, em đang chuẩn bị mồi rồi. Đủ chua này mê này, em trộn thêm chuối nhé, ta xem bắt được con chép nào. Mưa này rất dễ lên hàng luôn đấy. Vừa phối thì em phối để 15 phút để cho bắt đầu nó nhuyễn này. Mùi lắm anh em ạ. Cái này là ok này. Tơi tơi đấy. Ơ xốp này ok lắm rồi. Này đi đánh lục mà thả cá trọng xuống là cực kỳ hiệu quả luôn. Trời vớ mưa lụt đường, bây giờ nắng to anh em này, lụt hết cái chỗ này rồi. Mấy thanh niên ở trong hiễng đang ngồi câu kìa. Ủa các bác ơi, cá này. Lắm chưa, cá con, để em zoom bắt xem nhé. Anh em nhìn cá con lắm chưa. Ý dạ. Cá cờ mấy rota ở chỗ này, chỗ em cực kỳ nhiều luôn. Ôi, anh em ơi, đấy con gì nó cay tăm này. Hàng này là đấy, các bác nhìn nó đang sụp sụp một ổ luôn. Đang cày rất là ác, cá to ủ, nóng lắm. Tầm này cá vựa vãi, ui đấy này. Đấy, tầm này cá nhiều lắm anh em ạ. Này, nó quấy đầy luôn. Bây giờ đây cũng là cái mương anh em. Bây giờ sang mương bèo cái chỗ lần trước đi câu anh em ơi. Đây, bèo lần trước đấy. Vẫn ngay điểm cũ quá nhá. Ở chỗ này cũng nấp gần hết đây. Bèo kiểu như là nó tốt nhanh, nó số hết anh em. Bây giờ chạy kia đục lỗ đó. Cá lắm quá. Mưa xong ấy, bắt đầu lại nắng rồi anh em này. Vừa ra tới đây bắt đầu trời nó hải nắng này. Cơn nó bắt đầu hết đấy quá. Đó, hết cơn rồi. Câu tầm này là ok đấy. Vẫn quay lại cái lỗ lần trước câu bác nhá. Cái lỗ này hôm nọ em đào hôm nay bèo nó nan nhanh quá anh em. Nó ra này lấp gần hết này. Giờ đấy là cuốc cho thêm ít nữa để lấy cái lỗ câu. Đấy, cái niềm theo nọ có bác bảo là bọc túi bóng màu thì kéo nó cũng bị rách bèo ấy. Em nào này thấy ok thật bác. Hôm nọ em ra em kéo thử thì thấy bèo nó lên luôn, nó cũng bị rách. Cái này đi chọc bèo nó tiện hơn nhiều, đục cái lỗ nhỏ nhỏ đánh anh em. Trời, khều nó to to ra thôi. Nó có sẵn lỗ rồi. Rồi, chọc mãi được cái lỗ bèo anh em. Này đánh bằng 46T đi. Vì cho nó sướng. Đây chụp em buộc sẵn hết này, cứ để về ra cần bút. Này đánh chụp ngắn các bạn. Ngắn phần là nó căng. Bồ. Này đánh bằng cái nụ xanh này các bác nhá. Đánh nụ xanh nhìn cho nó đẹp, một ngày em đánh bằng nụ hồng nhiều quá rồi, nay đổi món đánh nụ xanh. Cấm nụ vào đánh. Thỉnh thoảng đổi nụ cho các bác xem nó thích mắt. Nhà không có gì ngoài nụ. Để nắm mũi của anh em đốt sướng hết chân. Trời nắng này mà nó còn cắn. Kiểu như vừa mưa xuống nó ẩm, mũi nó ra nhiều thật. Cắn bé bét hết chân. Mà
May là nay em mặc quần áo dài hay mặc quần áo ngắn thì nó đốt chết. Mưa xong thì nó mát trời ấy, khả năng là nay câu sẽ được nhiều cá này anh em ạ. Thời tiết là đi câu hợp lý ấy. Thôi thả đây ạ. Đây này, ủ chua thế này em đánh thì em chỉ rải thính như các bạn, không chơi cục ổ nữa, cứ rải thính như các bạn nhé. Vãi thì thính thôi. Rồi, quất luôn. Bây giờ nhắc lên thả đánh bó mồi thôi. Chúng là đánh rô phi thì cũng chỉ cần bó mồi là ok. Đấy, đang bầm bầm đang còn mút mút cho cả con quăng. Cho cá con anh em ạ, bóng quả là hụt, bóng căng phết mà hụt, cho cá nhỏ là quả rất căng tay luôn. Thế ông chết. Quả đấy là Phật hơi căng ấy. Các bác thấy uy lực quả cần 46T chưa? Đánh thẳng cánh luôn. Mỗi tội là không dính này. Mỗi tội này không dính cái đều ấy. Nắm bèo quá. Cho anh em xem phong cảnh quê em nhé. Ý bác nhìn nhá, ở quê bây giờ vẫn còn che phèo như là ngày xưa ấy. Và các bác ở trên thành phố hiếm khi gặp những cái cảnh đẹp này lắm. Đi lên trên đây không có cái gì không? Mặt đường thì cũng hãi gặp rắn lắm. Cái gì ấy nhỉ? Cảnh đẹp lắm các bạn. Wow, che phèo. Anh em nhìn lên đây toàn là dạng dừa đẹp chưa? Bên trên đây là cây xoan mà điện đúng không ạ? Nên em chỉ dám đánh cây cần 4m rưỡi, không dám đánh dài. Này đánh 6m3 vật nục chẳng may nó bay như kia cái là xong xác đấy. Đánh ở những chỗ như này phải rất cẩn thận các bạn. Rất nhiều trường hợp anh em bị điện giật này. Wow. Đây đằng sau là cánh đồng lúa của em này. Ủa nắng. Nó hết mưa cái nó nắng chói thật các bạn ạ. Chói ơi là chói luôn. Lúa thì đang vào đồng này, xanh mát. Đây. Anh em biết đây là cái quả gì không nhỉ? Trông đẹp chưa? Này nó đài đoàn luôn, lại có cái nụ là đánh với cây cây gì nhỉ? Có bác nào biết cây này cây gì không? Này trông lạ nhỉ? Nó rất lắm quả. Quả nó nhiều như là lá luôn đấy. Bẻ ra xem nó cái gì quá nhỉ? Ui, trông lắm hạt chưa? Quả nhiều mà hạt cũng rất là nhiều luôn, dã man thật.
Đây rồi anh em ơi, đóng. Đây rồi anh em ơi, đóng. Đây rồi, mày chạy đâu? Đóng rồi. Lên, ui dồi ôi, phi, cậu lên bờ anh em ơi. Ui dồi ôi, cậu phát lên bờ luôn. Không để cho nó giúp như đợt trước anh em ạ. Mọc đúng vào đuôi. Mọc có. Trời ơi. Ui, anh em thấy 46 tê khỏe không? Đấy phải đóng một phát là nhấc lên luôn, đợi nó chúc trong kia mất. Đợt trước mất con. Là mày. Đây rùa tao chắc lắm. Trời ơi, ok. Ui, đây rùa tao chắc lắm, tao nhấc phát mày lên luôn. Có nhìn này, đây nó tại sao đánh lục này ngon vậy? Đánh lục nó chỉ đi qua chết để đóng thẳng mỗi luôn. Đấy bác nhìn chưa? Này, đánh đai làm sao mà được. Nhiều bác cứ bảo đánh lục sát sinh tàn sát này kia nhưng mà cái lúc bó mày cứ thế này thế nọ. Thôi cách mình đánh được nhiều cá thì lại không đánh. Rồi, này nó móc vào đấy mất rồi anh em. Lưỡi em móc này. Lưỡi em móc này. Đấy. Này, nó đóng mỗi tí rồi này cá. Rồi, để em gỡ ra, ok. Ok chưa? Ui, con này to lắm anh em ạ. To đã màn luôn. Bàn tay. Đây rồi. À, bàn tay. Ôi cha mẹ ơi, nhà bảo cầu rô phi này kinh khủng khiếp luôn. Được con đầu tiên cho vào túi. Tỏ dã man anh em, được con đầu tiên cho đây anh em nhé. Ít giời, tuyệt vời. Không cần 46 tê khỏe phát nhấc phát bỏng anh luôn. Này, anh em thấy mồi ủ chố ok không? Đánh quá tuyệt vời luôn. Cần xịn nó đánh, có thấy em bò phát nhấc lên hẳn luôn. Cần xịn nó khác nhà mà đánh phát nhấc hẳn lên bờ luôn. Nói rút kinh nghiệm mà những lần trước mình cứ để nó trùng nó thì ra nó rút vào bèo mất. Này bò lên luôn. Bò sống luôn. Đấy. Đây rồi anh em ơi, đóng rồi. Ôi,
ui đóng 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 hàng nhà ơi. Ui rồi nick 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 ui rô cụ rô cụ rô cụ ui rô phi rô phi. Ui nó mắc rồi rồi. Thì nó mắc bèo rồi nha. Ui mắc bèo rồi. Rồi. Bọn nhà nó mắc của mèo rồi. Đấy nhá. Ui trời ơi, to lắm anh em ạ. Cái này nó là móng rồng. Móng rồng anh em thành ra cứ để trùng cũng không sợ nhé anh em nhé. Thì quá mà mắc nó ngay bèo rồi này. Ui giời ơi. Hàng cũ anh em ơi, nhìn này. Hàng cũ. Về. Chờ đóng mỗi dưới này rồi gọi anh em ạ. Ôi trời ơi. Một cái cũ rồi. Vào nhá. Ôi cha mẹ ơi, đâu còn có phi nữa trời ơi anh em ơi. Con này có đến là phạt gần rưỡi chứ. Trời ơi, nó đóng đến một con bèo anh em ạ. Ủa cái này thì có bảo là sao vậy? Ủa sao nó chạy lại? Nó nằm trong vòng này. Anh em nhớ cá nằm trong vòng, nó nằm dưới nước, nó nằm yên lắm. Nó đỡ không sợ đánh vào tay. Để đang cầm bằng một máy ạ. Cứ gỡ nỗi này là mít dính ấy kìa. Trời chà mẹ ơi. Thế này gọi là cuốn hổ anh em ơi. Ui. Về chưa. Wow. Aman to. Này 3 cân chắc. Không, này chắc 2 cân. Về quá. Khiếp cùng tỏm. Ui, khiếp cùng tỏm anh em ơi. À chà. Ôi cha mẹ ơi, khiếp hùng tẩm cho anh em này, con này phải 2 cân rưỡi 3 cân. Ui sướng quá, cho hoài anh em ơi. Ai da, ôi giỏi rồi, tuyệt vời. Phê quá nào, phê luôn anh em này, khiếp thật. Quá nào khiếp khủng. Đồ phi to đã luôn anh em ơi. Trời ơi. Đấy. Đây, mồi anh em này, mồi chua đánh cái này sướng lắm. Cái này thật sự các bác là để mà nói về bài mồi mà đánh ngon nhất là nước ngọt nhé các bác nhá. Ngon nhất là nước ngọt ấy thì em thấy là ủ chua nó là số 1 các bác. Đánh hầu như là cá nào cũng dính. Cá nào cũng dính. Chứ em chưa thấy con nào dính, kể cả chê nheo em đã từng dính một này. Chẳng qua nó không đặc chủng vào. Nếu mà nó đặc chủng thì chê nheo nó ăn mồi thối rồi, tí tôm thối vào. Nhưng mà đâu này, tất cả các loại nhằng nhằng như chấm cỏ, chui, chép, rô phi là dính hết. Đó, đặc biệt mồi đánh rất là sướng. Mà làm ấy dễ làm. Thứ hai là... Em vừa nói mồi hòa lắm, thế nó đột xương chân này. Mồi dễ làm, nguyên liệu này rẻ và đơn giản nữa. Có bài mồi hay đánh rất sướng các bạn ạ. 78 alo. Alo 7898121 alo. Okay. Tôi bây giờ chắc khả năng để thu đồ về anh em ạ. Cá tầm này nó vãn cắn này, không thấy con nào nữa. Hôm nay được có 2 con nhưng mà rất là sướng. Tầm này là về rán là vừa các bác ạ. Rán hoặc là hấp 2 con này tương đối là to, khả năng là phải để hấp xong rồi làm tí bia uống thì mới thoải mái. Cuộc sống câu cá vất vả ạ, trời nắng này mà làm một tí bia uống mới là sướng. Đánh này cũng không đánh chả mất bao nhiêu mồi. Đánh anh em chỉ thả thính em không đánh ổ thành ra nó không mất bao nhiêu mồi ạ. Chắc này mất có 2-3 nghìn mồi thôi anh em ạ.
mà được lại buộc mấy con hàm to rất là sướng. Chung cuộc sống đi câu cá thì em chỉ mong là ngày được một con, chung được cả một con như vậy là cũng được bữa rồi. Này được hai con thì được bữa hấp. Đấy. Rồi giật phát cuối được con nào đấy. Đây. Thu đồ. Cây này của em hôm nọ em kéo con mũi này. Con hàm to quá bây giờ. Con vược các bạn, hôm nay kéo con vược bây giờ không bút sau cái ngọn vào nữa. Chắc quá. Hôm nay nó đóng căng. Không đút vào ngọn luôn. Để nắm mũi nó cái ui giời các bạn. Tầm nó đốt dã man luôn. Nó muộn muộn đấy, mũi đầu ra lắm thế không. Thật sự các bác là cũng muốn ngồi lại cầu tiếp mà mũi hòa nắm qua nó đốt gãi tét hết chân anh em ạ. Toàn con không mũi hòa dã man thật. Em phải đua thu đồ về sớm hơi tiếc. Cá tầm này không cắn mấy nữa này à. Ủa ngứa quá. Về đây anh em ơi.